Cô chào các em, hôm nay chúng ta sẽ học bài phương trình đường tròn ha. Đầu tiên chúng ta sẽ học về lý thuyết, sau đó mình làm 3 bài tập tự luận và 25 câu hỏi về trắc nghiệm ha. Nếu như mà em làm hết được bài tập trong cái phần này thì chiếm khoảng 70% kiến thức về đường tròn. Còn 30% còn lại là cái phần nâng cao hơn. Thì cô sẽ cho, ví dụ như mỗi một cái nâng cao như vậy, cô sẽ cho các em một cái video để cho các em dễ học nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái phần lý thuyết nè. Hy vọng rằng sau cái tiết học ngày hôm nay thì các em sẽ có được nhiều kiến thức và tự tin để để bước vào kỳ thi. Khi mà chúng ta gặp câu đường tròn là chúng ta làm được ngay ha. Phương trình đường tròn thì chúng ta có hai dạng. Dạng thứ nhất là x trừ a bình cộng y trừ b bình bằng r bình. Các em đọc lại cho cô nè. X trừ a bình cộng y trừ b bình bằng r bình. Trong đó a, b của em là tọa độ của tâm y, r là bán kính. Và dạng thứ hai đó là x bình cộng y bình trừ 2ax trừ 2bi cộng c bằng 0. Phần này thì cô sẽ làm nhiều hơn cho các em ở video sau nha. Video này thì chúng ta tập trung làm cái phần này trước. Sơ sơ đây thì các em đã thấy 3 dạng rồi đúng không? Đây dạng đó là 4 dạng đúng không? Rồi chúng ta còn thêm 3 cái bài tập phía sau nữa. Và 25 câu hỏi trắc nghiệm nữa, cho nên là lượng kiến thức hôm nay cũng khá là nhiều đó. Để viết được cái, nếu như mà người ta để viết được phương trình dưới dạng này á, thì chúng ta phải có được cái tâm y và có bán kính r, tức là đề bài cho em tọa độ tâm y cho bán kính r thì các em nghĩ ngay đến dạng này cho cô, x trừ a bình cộng y trừ b bình bằng r bình. Rồi, thuộc rồi nha. Thêm một cái dạng nữa là nếu như người ta cho mình cái đường tròn c nó đi qua hai điểm a và b thì lúc này chúng ta sẽ có r bình bằng y a bình bằng y b bình. Vì sao? Chúng ta phải nhớ mấy cái này các em, tại vì nếu như em không nhớ là em không có phương pháp để làm bài. Tí xíu cô sẽ cho cái bài tập áp dụng sau. IA, IB. Đó, tức là chúng ta thấy cái này là gì em? Là bán kính, cho nên IA bằng IB bằng R bình. Và chúng ta thường sẽ gặp người ta cho qua hai điểm AB mà như thế này. Tức là AB lúc này là gì em? AB là đường kính. Đó, AB là đường kính thì lúc này chúng ta xác định được tâm không? Lúc này Y là gì em? Y là trung điểm của AB. IAB các em dễ dàng tính được là bằng gì? Bằng AB chia 2. Các em cứ nghe đi ha, nghe được chữ nào hay chữ đó. Rồi sau là xíu làm cái bài tập mình áp dụng vô thì mình sẽ rất là dễ tiếp thu. Rồi cái dạng thứ ba là nếu người ta cho mình cái đường tròn C đi qua cái điểm A. Cô sẽ vẽ lại cái đường tròn. Một cái đường tròn C. Người ta nói rằng cái đường tròn C này nó đi qua cái điểm A. Đó, nó đi qua cái điểm A và nó tiếp xúc với cái đường thẳng delta. Đó, đường thẳng delta tại A. Thì lúc này người ta nói rằng IA bằng khoảng cách từ Y đến delta. Đó, quay lại cái bài tìm khoảng cách từ điểm đến đường thẳng đúng không? Đó, thì lúc này người ta nói rằng cái bán kính của mình á sẽ chính là gì em? Là khoảng cách từ R của mình lúc này á sẽ là gì nè? R lúc này sẽ bằng khoảng cách từ điểm Y đến đường thẳng delta, hoặc chính bằng gì em? Chính bằng IA luôn. Đấy. Nhưng mà trong một số bài á, là nếu như người ta đã cho tiếp xúc rồi thì người ta sẽ không có cho tọa độ điểm A. Nếu người ta cho tọa độ điểm A thì chúng ta dễ dàng tính được đúng không? IA là ra. Nhưng mà người ta không có cho tọa độ điểm A thì lúc này chúng ta phải dùng cái cách là gì? Tính khoảng cách từ Y đến đường thẳng delta chính bằng R. Đó, các em phải để ý đề bài nha. Rồi, nữa là gì nhỉ? Thứ tư là người ta cho đường tròn này nó tiếp xúc với hai đường thẳng delta 1 và delta 2. Đây, tí nữa các em sẽ có một cái bài gọi là nâng cao, tức là nó tiếp xúc với hai đường thẳng nhưng mà hai cái này là hai trục OX và OY. Đó, thì nó sẽ thuộc dạng nâng cao hơn một xíu. Ở đây người ta nói rằng tiếp xúc với hai đường thẳng delta 1 và delta 2 thì lúc này bán kính của em sẽ chính bằng khoảng cách từ tâm Y. Đó, các em thấy người ta chỉ cho tiếp xúc thôi đúng không? Chứ người ta đâu có cho tọa độ điểm đúng không? Đó, như vậy thì lúc này chúng ta sẽ dùng cách nào? Thì chúng ta sẽ có gì em? Khoảng cách từ tâm Y đến đường thẳng delta 1 sẽ bằng khoảng cách từ điểm Y đến đường thẳng delta 2 và chính bằng hai cái này bằng nhau là bằng R. Đó. Mình ôn tập lại một xíu thôi, mấy cái này thì quen quá rồi. Nhưng mà làm sao để xác định được R thì chúng ta có phương pháp ha. Tại sao là chúng ta tính được khoảng cách em? Khoảng cách là phải vuông góc đúng không? Đây, chúng ta có bán kính thì vuông góc với gì? Với tiếp tuyến. Vì tiếp xúc là tiếp tuyến mà.
Đó, cho nên chúng ta mới có được cái IA này vuông góc với lại đường thẳng đen 1. Mà vuông góc thì chúng ta sẽ đi tính khoảng cách, được không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái phần cái lý thuyết này, cô nghĩ là cho em phải nghe phải 2-3 lần để chúng ta nhớ hết những cái phương pháp đó nha, cái cách làm đó. Bây giờ mình sẽ đi qua cái phần bài tập nè. Dạng thứ nhất là người ta cho mình gì đi em? Câu A nha. Câu A là cho tâm Y có tọa độ trừ 1, 2 nè. Cho bán kính R là bằng 7. Như vậy có đầy đủ dữ kiện rồi. Chúng ta sẽ viết phương trình đường tròn. Mình sẽ ghi là phương trình đường tròn C. Nó đi gì em? Nó có tâm là Y. Có tâm Y có tọa độ trừ 1, 2 nè. Rồi nó có R bằng 7. Đúng không? Cho nên mình sẽ có phương trình C có dạng là gì? X trừ đi, nhắc lại, X trừ đi A bình cộng Y trừ B bình bằng R bình. Như vậy A của mình bằng mấy? A lúc này là trừ 1, trừ cho trừ 1 là cộng 1, rồi bình phương lên. Tí xíu làm trắc nghiệm, cô sẽ hướng dẫn các em cách tìm tâm nhanh nhất. Tức là chúng ta nhìn vô là chúng ta thấy tâm rồi, không có bị nhầm dấu. Tiếp theo là Y trừ đi B. B của mình là 2 nè, như vậy là trừ 2 tất cả bình bằng R bình, tức là 7 bình phương là 40. 49 là một dạng rất rất đơn giản, là tất cả các em đều phải làm được nếu muốn bước vào cái phương trình đường tròn này. Dạng thứ hai là người ta nói rằng là người ta vẫn cho cái tâm Y đó, nhưng mà bây giờ người ta nói là nó đi qua điểm A có tọa độ là 2,5. Để viết được phương trình đường tròn thì em phải có gì? Có tâm và có bán kính. Mà giờ không nói gì bán kính hết, chỉ nói đi qua điểm A thôi. Như vậy thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Ở đây mình sẽ có tâm Y nè, đi qua điểm A, cô cho điểm A ở đây. Như vậy thì lúc này chúng ta có IA là gì? IA là bán kính. Đó, đúng không em? Như vậy suy ra R chỗ này sẽ là gì? R chính bằng IA, được không nào? R của mình bằng IA. Như vậy xíu nữa mình tính luôn R bình chứ là IA bình luôn, để mình khỏi phải căn bậc 2. Cô nhắc lại kiến thức cũ nữa, tức là chúng ta muốn đi tính AB, đúng không? Độ dài của AB, tức là độ dài của vector AB đó, thì bằng căn bậc 2 gì em? XB trừ đi XA bình phương cộng với IB trừ đi IA bình phương, lại căn bậc 2 lên. Đó. Kiến thức không cũ lắm nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tính bán kính nha. Ở đây chúng ta sẽ có R bình sẽ chính bằng gì? Bằng IA bình. Mà IA thì lấy điểm A trừ đi điểm Y thì chúng ta có 2. 2 trừ đi trừ 1 là 2 cộng 1 bình. Cô không ghi cái căn bậc 2 thì cô bình phương lên luôn, được không em? Rồi cái 5 trừ đi 2 tất cả bình. Cái này 3 bình là 9 nè. Cái này 3 bình là 9, 9 cộng 9 là 18. Các em có được R, có được Y chưa? Như vậy thì chúng ta ghi là phương trình đường tròn C của mình á, nó có tâm là gì em? Tâm Y có tọa độ trừ 1, 2 nè. Rồi nó có bán kính R bình bằng mấy? Bằng 18. Như vậy chúng ta sẽ viết ra ha. X trừ cho trừ 1 là cộng 1 bình phương lên. Y trừ cho B, B là 2 bình phương lên bằng R bình, tức là 18. Rồi dạng thứ hai cũng không có gì khó nhé. Chúng ta đi qua tiếp dạng thứ ba, là cũng cái tâm Y đó có tọa độ là trừ 1, 2 và tiếp xúc với đường thẳng delta. Bây giờ là qua cái dạng tiếp xúc. Đó, các em thấy người ta cho tiếp xúc, người ta đâu có cho tiếp xúc tại điểm có tọa độ bằng mấy, đúng không? Ở đây là đường thẳng delta nha. Đó, đường thẳng delta. Như vậy thì tiếp xúc thì chúng ta sẽ có vuông góc. Đó, được không em? Như vậy thì phương pháp là chúng ta sẽ đi tính có tâm Y rồi, để tính bán kính thì chúng ta sẽ suy ra bán kính lúc này sẽ bằng gì? Khoảng cách từ tâm Y đến đường thẳng đến delta. Được không? Vậy nha, bây giờ làm nha. Cô nhắc lại công thức tính khoảng cách. Công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một cái một điểm, ví dụ như điểm Y có tọa độ là x0, y0 ha, đến một cái đường thẳng delta có dạng là AX cộng BY cộng C bằng 0, thì ở đây cô sẽ ghi là delta. Đó,
Đầu tiên các em sẽ lấy A nhân cho x nha. Cái x này nè sẽ thay bằng y rô. Cộng cho B, cái y này sẽ thay bằng y rô. Cộng cho C, trị tuyệt đối tại vì khoảng cách mà các em. Rồi chia cho căn bậc 2 của A bình cộng B, B bình. A, B ở đây là gì? Hệ số phía trước x, x, A. Được không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ có nè. Vì gì? Vì đường thẳng D. Vì D. Vì đường thẳng delta chứ. Vì đường tròn C của mình nó tiếp xúc với gì em? Với đường thẳng delta. Nên chúng ta sẽ có gì? Khoảng cách từ Y đến đường thẳng delta sẽ chính bằng gì? Chính bằng R. Nó tiếp xúc thì nó vuông góc, mà tiếp xúc như thế này là nối vô là bán kính đúng không? Đó. Nên cái bán kính sẽ tính từ khoảng cách từ Y đến cái đường delta này. Bây giờ chúng ta sẽ thế vô thôi. Đây chúng ta có khoảng cách từ Y đến delta sẽ bằng. Bây giờ mình ghi cái delta lại là gì? 3 nè. Nhân cho x, mà x của em lúc này bằng mấy? Bằng trừ 1. Rồi cô ghi lại đây nha, cô ghi lại nè. 1, 0, 1 chia cho căn bậc 2 hệ số phía trước là 3. 3 bình cộng 1 bình. Đó, trị tuyệt đối. Bây giờ cô sẽ thay x bằng gì? Thay x bằng trừ 1, thay y bằng 2 đúng không? Chỗ này sẽ là trừ 1, chỗ này là sẽ là 2. Đó, được không? Hiểu không? Chứ nhiều khi cứ lấy thế là có nhiều bạn không hiểu nha. Rồi, bây giờ ở đây là 103, cái này là còn lại 100. 100 ở dưới là mấy? 9 bước 1 là 10, căn 10. Như vậy ở đây sẽ ra 10 căn. 10 căn 10. Các em có R bằng 10 căn 10, có Y bằng trừ Y có độ trừ 1, 2. Như vậy em biết được phương trình đường tròn không? Phương trình đường tròn C có tâm là trừ 1, 2, có R bằng mấy em? 10 căn. 10 căn 10 là gì? Đây, x trừ đi trừ 1 là cộng 1. Cái bài này cho các em cái tâm không thay đổi. Để các em đỡ bị phân vân, các em chỉ tập trung vô cái giải quyết đi tìm R thôi. Đó, tức là cũng cái tâm đó nhưng mà cái R nó khác nhau. Thì các em chỉ tập trung đi tìm cái R ở mỗi dạng bài ha. Rồi cộng cho Y trừ đi 2 tất cả bình bằng R bình. Cái này là 10 là 100, 100 với 10 nữa là 1.000. Đó, chúng ta qua 3 trường hợp. Rồi có tâm có bán kính là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là đi qua một điểm. Trường hợp thứ ba là tiếp xúc. Bây giờ trường hợp thứ tư là chắn ha. Để cô xóa cái này nha. Xóa đi. Nếu các em thấy nhanh quá thì các em sao nhỉ? Về nhà các em học lại thêm một lần nữa nha. Tại vì cái bài trắc nghiệm của mình nó còn tới 25 câu nữa. Mà nếu như mà học từ 8 giờ các em học tới 9 giờ là vừa rồi. Chứ để qua 9 rưỡi 10 giờ là thấy hơi lâu, mệt. Mệt lúc đó là học không vô nữa. Câu D nè, chắn trên đường thẳng delta phẩy, tức là cái đường tròn C đó. Nó chắn đường tròn C nha, cô vẽ đường tròn C. Nó chắn một cái đường thẳng, và cái đường thẳng đó sẽ tạo thành một cái dây cung MN bằng 2. Đó, MN bằng 2. Và đây là cái đường thẳng delta phẩy của em. Đó, nó có cái phương trình MN bằng 2. Rồi đây tâm Y. Đó. Bây giờ làm sao? Có tâm Y chưa? Có rồi, tâm Y của mình trừ 1, 2 vẫn là cái câu đó. Nhưng mà bây giờ không có bán kính. Thiếu bán kính. Bán kính ở đâu bây giờ? Bán kính đây. Bán kính là mình có một là cái đường này, hai là cái đường này. Nhưng mà mình phải gì? Mình phải tính ra bán kính là gì? IM hoặc là IN đúng không em? Làm sao em tính được IM, IN? Chúng ta lại quay lại một cái tính chất gì? Của lớp 9. Tức là gì? Ở đây chúng ta có cái bán kính. Đây có cái dây cung. Như vậy thì như thế nào em? Bán kính vuông góc với dây cung tại đâu? Tại trung điểm của dây ấy. Đó, cô gọi là điểm điểm H. Nếu như em tính được IH, em tính được HN thì em có suy ra được IN không? Được. HN em dễ dàng không?
Vậy chúng ta có H là trung điểm của gì? Của MN. Như vậy em suy ra được HN không? Được. Em suy ra được HN. Rồi HN của mình là bằng gì? MN chia 2 luôn. Ok không? Còn IH, IH làm sao em tính? Em thấy vuông góc không? Có đường thẳng delta phải nè. Như vậy IH của em chính là gì? IH của em chính bằng gì? Khoảng cách từ điểm Y đến gì? Đến đường thẳng delta, delta phải. Đó, nếu như chúng ta gặp cái bài giống như cái hình này thì chúng ta sẽ làm như thế này. À, đi tính HN với đi tính IH, sau đó mình dùng Pythagore để mình tính IN. Có IN, có tâm Y, mình biết được phương trình đường tròn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ làm nha. Đầu tiên mình sẽ gọi trung điểm trước ha. Bài này giống như một bài hình rồi, mình phải làm thôi. Chứ một bài hình đầy đủ chứ nó không có kiểu nhìn đề ta thấy ta có luôn, phải gọi ra. Gọi H là trung điểm của MN. Lúc này chúng ta suy ra IH, MH bằng MN. Mình tính HN luôn ha, mình quy ước là tính luôn cái tam giác này đi. Đó, đỡ phải dài dòng. Rồi HN bằng gì em? Bằng MN chia 2. MN chia 2, 2 chia 2 bằng 1, 1 cái. Rồi tiếp theo chúng ta có gì em? À, mình đi tính IH đúng không? À, như vậy mình có IH chính bằng khoảng cách từ điểm Y đến đường thẳng delta, delta phải. Mình tính ở dưới đây ha. Tính ra. Rồi, delta phải của em là x, x cộng cho 2y cộng cho 2 trị tuyệt đối. Ở dưới là căn bậc 2 của 1 bình cộng với 2 bình bằng. Bây giờ chúng ta sẽ thay xy. Thay x bằng mấy? Thay x bằng trừ 1. Thay y bằng mấy? Y bằng 2. Y bằng trừ 1. Thay y bằng 2. 4, 5, 6. 6 trừ 1 còn 5. Thì đố của 5 là 5. Ở dưới là căn. Căn 5. 5 chia căn 5 bằng căn. Căn 5. Có IH, có HN. Như vậy áp dụng. Áp dụng Pythagore. À, cho tam giác nào em? Cho tam giác Y HIN vuông tại đâu? Cô thường thay nhanh hơn não. Ví dụ như IHN thì trong đầu là IHN thì cô đọc luôn. Đó là mình phải ghi Y trước đúng không? Cô lại ghi H trước kiểu vậy đó. Vuông tại đâu em? Vuông tại H ta có. Lúc này mình sẽ có IN bình. Mình tính IN bình luôn nha em. Mình tính IN bình. IN bình bằng gì? Bằng IH bình cộng với HN. HN bình. IH của mình là bằng mấy? À, căn 5. Như vậy căn 5 bình là bằng 5. HN của mình bằng 1. 1 bình cũng là 1. Bằng 6. Rồi có IN bình. IN bình chính là gì em? Là bán kính đúng không? Như vậy mình sẽ ghi là phương trình đường tròn C của mình có tâm Y có độ là trừ 1, 2. Rồi có R bình bằng gì? Bằng IN bình. Bằng luôn 6 luôn. Đó, mình ghi ra số 6 luôn cho khỏe. Bây giờ mình sẽ viết phương trình đường tròn ha. Như vậy là gì? X trừ cho trừ 1 là thành cộng. Y trừ cho 2 bình phương. Này, bằng R bình phương là bằng 6. Giống như một cái câu hình, một bài hình rồi ha. Đó, thì bắt đầu mình sẽ có những bài khó hơn dần game. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm HN, sau đó chúng ta sẽ đi tìm IH bằng cách tính khoảng cách từ Y đến đường thẳng delta phải. Rồi có hai này chúng ta dùng Pythagore. Mà quan trọng các em phải nhớ là kiến thức lớp 9 là gì? Cái IH này vuông góc với MN. Bây giờ mình đi qua tiếp cái bài số 2 nha. Người ta cho mình cái mặt phẳng này và người ta nói là cái phương trình, viết phương trình đường tròn đường kính AB. Cho AB đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ gì em? Vẽ cái hình ra. AB là đường kính. AB là đường kính. À, chứ cô gọi Y ha. Y là trung điểm của AB. Như vậy lúc này Y cũng là gì em? Y là tâm luôn. À, như vậy thì ở đây em có Y là tâm rồi đúng không? Rồi em muốn đi tính bán kính thì lúc này chúng ta sẽ có IA bằng Y, IB hoặc là IA bình bằng IB bình luôn cũng được. Mà IA bình bằng IB bình thì bằng gì em? Bằng AB chia 2, phải không?
AB chia 2 tất cả bình. Được không? Hoặc là các em nói là IA bằng IB bằng AB chia 2. Tại vì lúc này là gì? Y là trung điểm mà, cho nên hai cái đoạn này bằng nhau nè. Hoặc thêm một cách nữa là sau khi em tìm được tọa độ tâm Y rồi, thì em có Y với A thì em đi tính IA cũng được, hoặc em đi tính IB cũng được. Đó, đó là hai cách. Thì bây giờ cô sẽ đi tìm tọa độ tâm Y trước, sau đó cô đi tính độ dài của AB ha, cho dễ. Lỡ đâu cái tâm Y của mình nó ra một cái số gọi là số lẻ, phân số với 2 phần 3, 3 phần mấy, thì lúc này chúng ta đi tính IA nó rất là cực, đó, mất thời gian. Cho nên là mình cứ thấy hai số này đẹp nè, mình tính luôn AB, sau đó mình ra kết quả mình chia 2 luôn nhé. Nhất trí như vậy ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm. Đầu tiên cô sẽ gọi Y là gì em? Là trung điểm của AB. Mà AB là đường kính, suy ra chúng ta có gì em? Y là tâm. Tâm của đường tròn. Mình gọi là đường tròn C luôn, đường tròn đường kính A AB. Rồi, lúc này chúng ta có tâm Y sẽ có tọa độ là bao nhiêu các em? XY bằng YY bằng, nó sẽ bằng XA cộng XB chia 2 IA cộng IB chia 2. Đây là những cái bài nói chung là tới cái đường tròn này rồi các em phải học kỹ. Tại vì lên 11 các em cũng học đường tròn, lên 12 các em cũng học đường tròn, nhưng mà em học trong không gian. Thì những cái này nó lại vận dụng hết vô trong kiến thức của 11 và 12. Cho nên mình nắm được của lớp 10 chắc hay lên 11, 12 mình học rất là khỏe. XA cộng XB chia 2, như vậy là 3 cộng 1 là 4, 4 chia 2 bằng 2. Trừ 1 trừ 5 là trừ 6, chia 2 được trừ 3. Như vậy điểm Y có tọa độ là 2, trừ 3. Có tọa độ điểm Y rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi tính AB ha. Mình đi tính, cô sẽ đi tính cái độ dài của AB ra luôn, bằng các bằng 2. Ở đây sẽ là XB trừ đi XA bình cộng YB trừ đi YA bình căn. Đây chúng ta sẽ có tính ra luôn ha, B trừ đi A. Như vậy là 1 trừ đi 3 là được trừ 2. 1 trừ đi 3 bình cộng với gì? Trừ 5 trừ với trừ 1 là cộng. Cộng 1 bằng, cái này là 2 bình phương là 4 nè. Cái này 4 bình phương là 16 nè, như vậy là căn 20. Căn 20 là được 2 căn, 2 căn 5. Chúng ta có được gì em? Có được AB đúng không? Như vậy chúng ta suy ra R của mình lúc này bằng IA bằng với IB. Thôi để cô ghi ở dưới đi. Suy ra R bằng IA bằng IB và bằng gì em? Bằng AB chia 2. AB chia 2 tức là 2 căn 5 chia 2 lại được căn 5. Tới đây chúng ta biết được phương trình đường tròn C không các em? Là mình lấy gì? X trừ đi, ở đây tâm Y của mình là trừ đi 2 bình phương cộng với Y trừ đi trừ 3 là thành cộng, cộng 3 bình phương. Cái này căn 5 bình phương sẽ là 5. Đó, phương trình đường tròn của mình. Bài này các em có thấy khó không? Cái này thì giống với cái mà lúc nãy cô giảng cho các em rồi đúng không? Về mặt lý thuyết là giống. Và chúng ta cũng làm Y hai bước thôi. Bước đầu tiên tìm Y, bước thứ hai là đi tìm bán kính. Rồi, các em hoàn toàn có thể tính được IA nha. Ở đây mình tính tử IA, thử nó có ra số đẹp không nha. IA bằng căn bậc 2 của A trừ Y. Y nè, Y là 2 với trừ 3 nha. Thì ở đây IA thì lấy 2 trừ đi 2 trừ đi 3. Đó, 2 trừ đi 3, cái ghi dấu trừ phía trước vậy đó. 2 trừ đi 3 bình phương cộng với gì em? Cái này là trừ 3 ha. Trừ 3 trừ cho trừ 1 là cộng 1 bình phương lên bằng 2 trừ đi 3 là 1, 1 bình phương là 1 nè. Rồi trừ 3 này là 2 bình phương là 4 nè. Như vậy cộng 4 nè. Đó, IA cũng là căn 5, IA bình sẽ là bằng 5, được không em? Cũng ra số đẹp ha. Rồi bây giờ qua câu số 3. Câu số 3 là một câu nâng cao của cái bài này, của cái tiết này, cho nên là cô sẽ để sau cùng. Tại vì chúng ta sẽ đi vô những cái câu trắc nghiệm để chúng ta làm quen với cái việc tìm Y, tìm bán kính
rồi những cái phương trình đường tròn cơ bản đã, rồi chúng ta mới qua cái bài này. Tại vì giờ mà dạy bài này là các em nghỉ học hết các em bỏ cô một mình hết à, cho nên mình sẽ để lại cái câu 3 này ra phía sau nha. Tức là sau khi mình làm xong bài trắc nghiệm, mình sẽ quay lại làm câu 3. Các em phải cố gắng, hôm nay là theo học chờ cô cho tới 9:30 nha. Cô thấy mọi khi các bạn học nói leo cũng nhiều lắm nha. Các em phải tập trung chứ. Cô thấy vô chửi nhau cũng có này rồi vô gì là nói chuyện trời không à. Mình phải học tập trung. Ví dụ giờ cô nói là bây giờ qua trắc nghiệm rồi, các em ơi đáp án là gì, các em phải cho cô đáp án ngay lập tức nhé. Học như vậy mình bỏ một tiếng ra thật là hiệu quả cùng với cô chứ. Các em cứ học hết thầy cô này tới thầy cô kia mà các em không tập trung thì các em có theo dõi bao nhiêu cái livestream hay là học bao nhiêu video nữa thì cũng không được, không có hiệu quả, cũng không giỏi được. Mà đã học thì học, còn không thì thôi cắt luôn, lấy điện thoại ra chơi game đó, chứ đừng có vừa học vừa chơi, tạo hóa nhập ma đó. Rồi câu số 1, cho cô đáp án nhanh. Cô không trả lời cái bình luận của các em trong quá trình học á, là tại vì cô muốn các em là phải tập trung đó. Cho nên là cô cũng tập trung mà các em cũng phải tập trung. Tại vì cô không tập trung, lỡ đâu cô tính sai kết quả hay là tính nhầm cái gì sao, thì lúc đó các em lại sai theo cô thì sao. Cho nên cô phải tập trung. Mà cô đi nói chuyện với các em nữa là thành ra cô mất tập trung, mà các em nghe cô nói cũng mất tập trung luôn đó. Cho nên bây giờ mình gần thi rồi, mình phải cố gắng mình học tập trung với nhau nha. Dạy tập trung, học tập trung đó. Có đáp án chưa? Nhanh lên, nhanh lên. Đáp án B đúng không em? Vì sao ra đáp án B? Cô sẽ hướng dẫn cái chỗ này một xíu, là vì sao chúng ta làm sao để chúng ta xác định được cái tâm cho nó nhanh. Thì cái phương trình đường tròn của em có dạy là x trừ a bình cộng với y trừ b bình. Mỗi một cái nhanh, các em chỉ cần nhanh 1-2 giây thôi là các em có thể làm câu sau. Và lúc đó bạn em còn hay làm những cái câu đó đúng không? Bằng r bình. Như vậy thì ở đây các em thấy là trừ a nè với trừ b nè, đúng không? Mà cái y của em có tọa độ là gì? Là a, ab. Khi mà các em nhìn vô cái phương trình đường tròn á, là các em lấy hai cái này các em đổi dấu cho cô. Ví dụ như ở đây thấy trừ 1 với là gì? Với 3 đúng không? Thì em đổi dấu ngay lập tức cho cô là y lúc này nó sẽ có trừ 1 sẽ thành 1, 3 sẽ thành trừ 3. Đó, các em thấy trừ 1 thì nó sẽ là em đọc sao á mà nó hay lắm. Ví dụ như em thấy trừ 1 thì em lấy quả bằng 1. Em đọc 3 mà em thấy số trừ 3 trong đầu em. Đó, được không? Tức là em đổi dấu lại nha. Rồi, còn cái R thì em chỉ cần lấy căn bậc 2 thôi. Nhớ cho cô nha, cái chỗ này là R bình nè, bằng 16 nè, chứ không phải R bằng 16 đâu, nên cẩn thận. Như vậy người ta nói R bằng 16 loại, 16 loại, 44 giữ lại, đúng không? Nhìn thì thấy trước mắt mình là số trừ 1, nhưng trong đầu là ngay số 1, được không? Trước mắt mình là số 3, nhưng trong đầu là số trừ 3. Như vậy là 1 trừ 3, đáp án B. Đó, rất là nhiều bạn đúng ha. Rồi, mình qua tiếp câu số 2. Đáp án là gì? Cho cô 2, 3, 4 luôn. Trên kênh của cô đã có đề thi toán lý hóa Anh của lớp 10 hết rồi á. À, đề thi học kỳ 2 á. Cho nên là các em ôn tập trước đi. Rồi cô sẽ ra đề mới cho các em. Mà các em có muốn thi thử không? Tức là cô sẽ ra đề, sau đó các em thi thử gửi cho cô chấm điểm giống như năm lớp 9 gì đó. Nó giống như là thi vào 10 á, thì cô chấm cho các em, sau đó cô chữa. Cũng hay nhỉ. Tức là 2K5 là cô có làm như vậy á, nhưng mà cô không biết 2K6 có siêng làm thi thử không. Thì có gì thì các em cứ bình luận đi ha. Các em cứ để lại comment cho cô biết. Câu số 2 đáp án là gì? A, B, C, D. Đáp án A đúng không? Vì sao đáp án A các em? Ở đây chúng ta có gì? Cái này thì không có đổi dấu gì được đúng không? Tại vì ở đây người ta ghi là x bình. Mà x bình đồng nghĩa với gì em? X trừ A tất cả bình. Thì lúc này cái A của em bằng mấy đây? Bằng 0 đó. Tức là x trừ 0 bằng 0. X trừ 0 x trừ 0 bình phương tức là x bình đó. Đấy, như vậy thì chỗ này sẽ là có một số 0 nè. Nhìn thấy số 4 nhưng mà trong đầu là trừ 4. Như vậy là 0 trừ 4 ha. Còn cái này là 5. Như vậy là gì? Phải là căn R, phải là căn 5. R bình bằng căn
căn 5 bình, cho nên R sẽ là căn 5. Số 5 là loại nè. Thấy mà thấy đây với đây giống nhau là loại nè. Căn bậc 2 lên mới được. Còn là hai đáp án này. Thì thấy 0 với trừ 4, cái này 0 với 4 là loại. Đó. Thấy chưa? Rồi đáp án A. Câu số 3. Câu số 3 đáp án gì? À, đáp án C. Vì sao đáp án C các em? Ở đây cái y này có trừ với cái gì không? Không trừ với cái gì là bằng 0. À, bằng 0, ở đây bằng 0 hết trơn. Rồi nhìn thì thấy số 1 nhưng sẽ là trừ 1. Rồi 0. Được rồi ha. Cái này nè, các em nhìn cái bán kính trước cho cô. À, ở đây R bình bằng 8. Tại vì em loại được cái bán kính á, thì mấy cái điểm điểm này nè, mấy cái tọa độ này em nhìn dễ hơn. Chứ chưa nhìn vô mấy tọa độ này chắc chắn sẽ có hai cái giống nhau đó. R bình bằng 8 thì R bằng 2 căn 2 căn 2. Như vậy 64 với 8 loại. Và trừ 1 không. Cái này 1 không, mình chọn câu 3C. Câu số 4. 4D đúng không? 4D đúng không em? Ở đây không trừ cái gì, không trừ cái gì là không hết, đúng không? Không hết, cái này 1 loại nè. Cái này 9, như vậy là còn 3 thôi. 3, như vậy đáp án là câu 4D. Câu 5 em. Câu 5, cho cô đáp án nè. À, tại vì cái phương trình này là cô chưa có hướng dẫn cho các em đúng không? Bây giờ cô sẽ hướng dẫn luôn ha. Cái phương trình của chúng ta có dạng là x bình cộng cho y bình trừ 2ax trừ 2bi cộng c bằng 0. Đó. Thì lúc này để mà tìm được cái a này nè, các em nhớ đố cái này ha. Cái mà phương trình x trừ a bình cộng y trừ b bình á, là chúng ta làm gì? Đổi dấu đúng không? Nhìn dấu này nhưng ra dấu kia. Còn bây giờ đối với cái này thì các em lấy cái số phía trước này nè. Lấy hết cái này luôn cho cô nha. Lấy hết. Rồi em chia cho trừ 2. Đó, ví dụ như ở đây là một cái số 10 đi chẳng hạn. Cộng 10 đi thì em lấy 10 chia cho trừ 2. Lúc nào cũng vậy, em nghĩ trong đầu là chia cho trừ 2, chia cho trừ 2. Đọc giống như thần chú vậy ha. Như vậy đầu tiên cô sẽ xác định tâm cho các em trước, rồi cái bán kính cô hướng dẫn các em sau nha. Thì ở đây chúng ta sẽ có tâm nè. Ở đây là trừ 6 đúng không em? Chia cho trừ 2 là bằng 3. Bạn nào không chắc lấy máy tính bấm. Rồi 2 chia cho trừ 2 là được trừ 1. Được không em? Đó, như vậy lúc này cái A của em bằng mấy? Lúc này cái A của em bằng 3, B của em bằng trừ 1. Đó là tâm 3 trừ 1. 3 trừ 1 trừ 3 1 mình loại nè. 3 trừ 1 trừ 3 1 mình loại nè. Như vậy còn lại câu A với câu C, và chúng ta sẽ đi tìm bán kính bằng cách. Ở đây chúng ta sẽ có công thức các em. R của em lúc này sẽ bằng căn bậc 2 của A bình cộng B bình trừ đi C. Và A của chúng ta A là bằng mấy em? Bằng 3 nè. B của chúng ta là bằng mấy? Bằng trừ 1. Và cái C là cái số này nè em. Đó. À, C là gì? Là bằng 6 ha. Như vậy ở đây chúng ta sẽ có gì? R bằng căn bậc 2 của, tại vì phương trình của chúng ta là cộng C nè, cho nên cái C đó các em không cần phải đổi dấu nha. Ở đây chúng ta có A bình là bằng 3 bình cộng cho B bình là trừ 1 bình, rồi trừ đi cho C. C của mình bằng 6. C mình được 6. Đó. Riêng cái AB, để tìm AB thì các em chia cho trừ 2 thôi. Còn cái C vẫn giữ nguyên nhé. À 6 mà sao ghi C bằng 3 bình là 9. 9 1 là 10. 10 được 6 bằng 4. Căn 4 bằng 2. Đó, R bằng 2. Như vậy đáp án của mình là câu C. Cái này R bằng 4 rồi. Câu số 6 đi. Như vậy nói là cái này, thì để đi tìm tâm thì chúng ta sẽ lấy cái số, lấy hết cả cái dấu này luôn ha. Em chia cho trừ 2. Rồi R thì em tính bằng công thức là có cái tâm rồi, em tính bằng công thức là A bình cộng B bình trừ đi C. Nhớ C không có đổi dấu nha. Trong cái đề bài số nào thì để vô đây trừ C số nấy thôi. Câu 6 các em, tương tự các em tính cho cô nè. Chia cho trừ 2 cho cô nè. Trừ 4 chia trừ 2 bằng 2. 6 chia trừ 2 bằng bằng trừ 3. 2 trừ 3, rồi mình đi tính R luôn ha. Nếu như bài này mà các em mà dĩ nhiên các em phải tính thôi, thì các em thấy R bằng 3 số đều giống nhau hết đúng không? Cho nên là bài này người ta sẽ cho R giống nhau. Nhưng mà thì mình có được cái tâm rồi thì cũng phải đi tìm R thôi. Thôi đi tính cho nó mau ha. Bằng A bình, cô ghi lại công thức cho các em nhớ nha. Trừ đi C. Căn bậc 2, A của mình là 2 bình cộng cho trừ 3 bình, trừ đi C của mình là
trừ cho trừ 12 là cộng 12 đó. Cô không có đổi dấu gì hết không? Người ta cho số trừ 12, mình cứ để trừ 12 vô thôi. Mình trừ với trừ thành cộng. Rồi, ở đây mình có 4. Rồi cộng 9, cộng với 10, 12. 12 cộng với 13 là 25. 25 là bằng 5. Như vậy là 5, 2 trừ 3 nè. 5 là loại cái này nè. 2 với trừ 3. Cái này trừ 2, 3. Như vậy là 6A. Câu số 7. À, tìm tâm y cho cô trước đi. Các em cứ tìm cho nhớ đi. R bằng tâm y, ở đây mình lấy cái này chia 2, trừ 4 chia cho trừ 2 là bằng 2. 2 chia trừ 2 bằng trừ 1. R bằng căn bậc 2 của 2 bình phương là mấy? Bình phương lên luôn ha. Bằng 4. Cộng cho trừ 1 bình phương là được. Được 1. Trừ đi cho trừ 3 là thành cộng. Cộng 3. 7, 1 là 8. Như vậy là 2 căn. 2 căn 2. 2 căn 2, cái này 8. 8 loại nè. 2 căn 2 mình có 2 trừ 1. 2 trừ 1 mình chọn đáp án 7A ha. Câu số 8. Ở đây tâm y của chúng ta có tọa độ bằng mấy em? R bằng mấy? À, đến cái bài này rồi thì các em thấy rằng là cái phương trình của chúng ta thì có dạng x bình cộng y bình gì nữa em? Trừ 2ax trừ 2bi cộng c bằng 0 đúng không? Mà tự nhiên ở đây xuất hiện số 2. 2 bình 2 bình, cho nên các em luôn luôn nhớ cho cô là phía trước này là số 1 nè. Như vậy nó có số 2, số 5, số 7 gì, các em phải chia hết xuống cho cô. Như vậy cái phương trình của chúng ta sẽ thành gì em? Chia cho 2 xuống, chia cho 2 xuống là cộng y bình. Cái này chia cho 2 xuống là thành trừ 4, 4x. Cái này chia cho 2 xuống là cộng 2, 2y. Chia cho 2 là được trừ 1 phần 2 bằng 0, 0 chia 2 bằng 0. Đó, như vậy mới ra phương trình đường tròn của chúng ta nha. Chứ cái này là không phải nha, mình phải chia xuống mới đúng. Rồi, như vậy tâm y lấy số trừ 4 chia 2, chia trừ 4 chia trừ 2 là được 2. 2 chia cho trừ 2 được trừ 1. Rồi, ở bên đây chúng ta sẽ tính R bằng căn bậc 2 của 2 bình cộng trừ 1 bình. Rồi gì nữa em? Trừ cho C tức là cộng 1 phần 2. Đây mình có 2 bình là bằng 4 nè, cộng 1 là 5 nè. Cộng với lại 1 phần 2, như vậy 2 x 5 10, 11 phần 2. Cái này ra căn của 11 phần 2. Đáp án của mình là câu nào em? Căn 11 phần 2, ở đây người ta trục căn hết các em. Như vậy ở đây tức là căn 11 phần căn 2. Mình nhân cả hai tử và mẫu cho căn 2, tức là căn 22 phần 2. Căn 22 phần 2 mình chọn đáp án là câu B luôn nha. Tại vì cái này 21 không à. 28, câu 8B nha. Rồi qua tiếp câu số 9. Đó, nhớ là phải chia xuống các em nha. Phía trước thì chỉ là số 1 thôi. Câu số 5, số 7, số 8 gì thì phải chia hết xuống. Câu số 9 các em. Câu số 9 bây giờ là số 16. Chúng ta lại tiếp tục chia xuống. Như vậy ở đây sẽ là chia cả hai vế cho 16 nè. 16 chia 16 là được 1 là được x nè. Cái này là được trừ 1 phần 2y nè. Cái này trừ 11 phần gì em? 1 phần 16, 0 chia 16 bằng 0. Như vậy tâm y của chúng ta lấy cái này chia cho trừ 2. Như vậy đó đã được trừ 1 phần 2. Lấy cái này chia cho trừ 2. Cái này chia cho trừ 2 là được mấy? Chia cho trừ 2 như vậy là trừ là được 1 phần 4. Tới đây các em chọn luôn được đáp án đúng không? Mấy cái số này là số nguyên hết nè. Người ta nghĩ rằng mình sẽ không chia cho 16 nên người ta cho mình đáp án giống nhau, phải không? Đó, nhưng mà thực ra mình biết mà, chia cho 16 mà. Đó, như vậy trừ 1 phần 2 với 1 phần 4, câu D nhé. Rồi bây giờ mình sẽ đi tính R bằng, cái này là 1 phần 2 bình, cộng 1 phần 4 bình. Trừ đi mấy em? Trừ đi cái này là thành cộng với lại 11 phần 10, phần 16. Mà sao ra số 1 hay vậy nhỉ? Để mình cộng thử coi, cái này là 1 phần 4 nè, cộng 1 phần 16 nè. Đây là cộng 11 phần 16. Như vậy ở đây nhân cho 4 lên ha. Đó. 14, 11 với lại 5, 11 với lại 5 là thành 16. 16 chia 16 bằng 1. Đó, chỗ này bằng 1. Thấy thì thấy 1 phần 2, 1 phần 4. Nhưng mà ra số rất là đẹp đúng không? Câu 10 nha.
Con 10 này thì em không thấy cái chữ y. X bình cộng y bình trừ 10x đó. Nhưng mà lúc này cái y bằng mấy rồi? Không y rồi. Trừ 11 bằng 0. Như vậy tâm y của em sẽ có tọa độ là gì em? Lấy cái số phía trước x chia trừ 2, trừ 10 chia trừ 2 được 5, 0 chia cho 2 cũng là 0. Có cái nào 5 không không? 2 này loại nè. Rồi bây giờ mình đi tính gì em? Đi tính R bằng căn bậc 2. A bình là 5 bình cộng cho B bình là 0 bình trừ đi C. C của mình là trừ 11, trừ 11 là thành cộng 10, 11. 25 cộng cho 11 là thành 30, 36. 36 là bằng mấy em? Bằng 6. 5 với 0. Cái này nãy trừ 5 này các em. Câu 10D nhé. Câu 11 đáp án là gì em? Tọa độ tâm y bán kính. Đây, bây giờ là khuyết x ha, khuyết x và cả khuyết c nữa các em. Tức là lúc này là gì? X bình cộng y bình cộng gì? Cộng 0x nè, trừ 5y nè. Rồi cộng cho 0c luôn. 0c luôn bằng 0. Như vậy tâm y của mình sẽ có gì? Cái số 0 này chia cho trừ 2 thì cũng ra số 0. Cái này trừ 5. Trừ 5 chia trừ 2 là được 5 phần 5 phần 2. 0, 5 phần 2. Mình chọn đáp án câu C ha. Còn R mình tính ra luôn cho nhớ bài các em. Ở đây mình có 0 bình cộng cho 25 phần 4, 5 bình. Rồi cái này là 0 đúng không? Trừ cho 0 đó. Trừ 0 cộng 0. 25 phần 4 là 5 phần. Đây mình căn ra là 5 phần 2. Đó. 12 nha. Đường tròn C. Như thế này có dạng khai triển là như bài này thì chúng ta thấy cái tâm của nó gần gần giống nhau, cho nên nếu như chúng ta đi xác định tâm để loại thì cũng lâu, không có nhanh. Cho nên ở đây chúng ta sẽ bình phương cái này lên các em. X trừ 1 bình phương là bằng x bình trừ đi 2x cộng 1. Y cộng 2 là bằng y bình cộng 4y cộng 4. Trừ 25, cộng 25 chúng ta chuyển qua thành trừ 25. Ở đây mình sẽ có x bình nè, cộng y bình trừ 2x cộng 4y. 5 với lại trừ 25 là thành trừ 20 bằng 0. Ở đây có hai cái trừ 20, cái 30 mình loại nè. X bình, y bình để được rồi. Nhưng mà trừ 2x cộng 4y. Như vậy đáp án của mình là câu C. Như vậy khi các em khai triển ra thì nó sẽ nhanh hơn nha. Rồi mình qua tiếp câu 13 nè. 13 đáp án là gì? Người ta cho mình dạng này, yêu cầu mình đi tìm dạng kia. Như vậy ở đây thì chúng ta phải xác định gì em? Các em thấy tâm nè. Làm trắc nghiệm nhanh nha. Tâm thì dĩ nhiên lấy cái này em chia cho trừ 2 thì em biết rồi. Nhưng mà em thấy nè, 6 trừ 7, 6 trừ 7 em thấy giống nhau ở trường. Như vậy em không cần tính, em cũng biết tâm có tọa độ là gì. Đổi dấu trừ 6 với 7. Nhìn đáp án mình thấy rằng là tâm giống nhau hết, cho nên chắc chắn sẽ là trừ 6, 7. Nhưng mà bán kính khác nhau. Nên ở đây mình sẽ đi tìm bán kính bằng R bình luôn ha. R bình là bằng A bình cộng B bình trừ đi C. Ở đây chúng ta có trừ 6 bình là 36, 7 bình phương là 49, trừ đi C. Ở đây C của mình bằng 4. 36, cái này 49 là còn 45. Như vậy là thành 81. Chỗ này 81. Đáp án là 81 thì chúng ta chọn câu 13B nha. Được không em? Nhìn đây cho nhanh ha. Thật ra mình chia cũng được thôi, nó không mất thời gian mấy. Nhưng mà khi mình làm đề thi mà mình phải tiết kiệm từng xíu một. 14. Tâm của đường tròn này cách trục OE một khoảng bằng bao nhiêu? Bạn nào mà học tiết trước với cô thì chắc chắn các em sẽ biết rằng là trục OE của chúng ta có phương trình đường thẳng bằng gì? Đây, nhìn từ đây đúng không? Trục OE có phương trình đường thẳng bằng gì em? Tức là trong cái tiết 1 của bài lượng giác á, là cô có của chương 6 á, là cô có hướng dẫn cho các em xác định trục OE phương trình đường thẳng á. Thì lúc này OE của em là gì em? X bằng 0. Như vậy thì người ta yêu cầu mình đi tính khoảng cách từ tâm Y đến trục OE. Tức là gì? Đi tính khoảng cách từ tâm Y đến đường thẳng gì em? Đường thẳng X bằng 0 đó. Đó, đường thẳng X bằng 0 cô ghi rõ như vậy. Tâm y của em có tọa độ bao nhiêu? Lấy cái này chia cho trừ 2, như vậy bằng 5. Y không có, như vậy là chia cho bằng 0.
Rồi mình ghi vô thôi. Bây giờ x mình sẽ thế bằng mấy? À, phương trình này là x bằng 0 nè em. Phương trình là x bằng 0, như vậy không có tồn tại y, nhưng mà phía trước này vẫn có số 1 nha. Như vậy đây sẽ 1 nè. Nữa ghi 0 nhân vô cái bằng 0 luôn nè. Rồi ở đây là 5. X bằng 5, thế vô bằng 5. Chia cho căn bậc 2. Dĩ nhiên phía trước sẽ là số 1 bình cộng với lại 0, 0 bình. Rồi bằng 5 chia cho 1 cũng bằng mấy em? Bằng 5. Như vậy ở đây đáp án của mình là 14D. Đó, được không? Ok em. Rồi bây giờ chúng ta, hoặc là các em có thể nha, tức là nó hơi mất thời gian một xíu, là các em có thể vẽ cái hệ trục ra, sau đó các em xác định cái điểm. Điểm y của mình có tọa độ là 5, 0 đúng không? 1, 2, 3, 4, 5. Đó, bằng 5 đây. Như vậy từ đây đi đến đây là mấy? Là 5. Cũng được. Đó, dành cho những bạn mà gọi là tư duy nhanh. Còn em không biết thì em cứ đi tính khoảng cách giống như cô vậy nè. Đó. Rồi, câu 15 nha. Tương tự, nếu như đề bài mà cho em gọi là đến trục OX đi, thì em cũng chấm một cái điểm ở trên đó, xong rồi em để xuống đó, thì khoảng cách của nó chính bằng cái này. Cái này xíu nữa áp dụng vô bài số 3 tự luận lúc nãy các em. Cô chọn đáp án chưa nhỉ? Rồi. Trục OX, trục OY. Rồi tâm y của em có tọa độ bằng bao nhiêu? À, mình vẽ ra ha. Rồi giờ thử mình vẽ đi. Mình không làm thôi, mình vẽ ra được không? Ở đây là chia cho trừ 2 là trừ 5 phần 2. Chia cho trừ 2 là thành trừ 7 phần, trừ 7 phần 2. Người ta hỏi là khoảng cách từ cái tâm C đó đến trục OX. Như vậy thì giả sử cô ghi là trừ 5 phần 2 ở đây. Không có cần phải chính xác em. Không có cần phải tính 1, 3, 4, 5. Ở đây là y bằng trừ 7 phần 2. Đó. Rồi chúng ta nối vô cái điểm đó đây. Đó. Đến trục gì đây? Đến trục tâm y đây nè. Đến trục nào? Trục OX đúng không? Kéo lên như vậy bằng chính khoảng cách từ đây. Được không? Như vậy là đây mấy? Em phải lấy số là mấy? 7 phần 2 nha. Chứ em có lấy trừ 7 phần 2 nha. May là ở đây đáp án đều dương hết. Nói khoảng cách là phải nói số dương. Như vậy từ đây đến đây là mấy? Từ đây đến đây là mấy đây? 7. 7 phần 2. 7 phần 2 là 3.5. Được không em? Có hiểu không? Các em cứ vẽ cái điểm đó ra, không cần phải chính xác đó, nhưng mà người ta biểu mình đến trục OX thì chúng ta sẽ vẽ từ đây đến đây, mà đây đến đây thì song song với cái này đúng không? Mà song song với cái này thì từ đây đến đây là số mấy thì chúng ta chọn thôi, tức là chọn cái y này nè. Còn hỏi mà đến trục OY thì chúng ta chọn cái x. Đến trục OY đúng không? Thì ở đây là trừ 5 phần 2 đúng không? Thì xuống đây, trục OY thì chúng ta chiếu vào trục OY, khoảng cách mà vuông góc mà chiếu vào OY thì chính bằng cái đoạn này. Thì chính bằng bằng giá trị x, được không? Còn để tính khoảng cách thì các em dùng công thức giống như cô lúc nãy nha. Trụ x thì y bằng 0. Rồi tiếp theo câu số 16. Người ta hỏi mình đường tròn có tâm trùng với góc tọa độ. Như vậy thì O sẽ trùng với y đúng không em? Có tọa độ là 0, 0. Bán kính bằng mấy? Bán kính bằng 1. Như vậy thì ở đây chúng ta có x trừ đi 0 bình cộng y trừ đi 0 bình bằng 1, 1 bình. Cộng 1 là sai nè, đó. Được không? Trừ 1 với lại cộng 1 cũng sai luôn. 16B, rồi qua 17. 17 đáp án gì? Đường tròn có tâm có bán kính. Đó. Bây giờ người ta cho mình tâm y, cho mình bán kính thì mình phải làm gì các em? Mình phải tính ra nhé. Hoặc là các em có thể đưa về cái dạng phương trình chính tắc, sau đó chúng ta bình phương lên cũng nhanh. À, cô thấy như vậy cũng nhanh hơn là chúng ta đi tính cái r ra. Thì đây mình tính là x trừ đi 1 đúng không? Mình biết phương trình ra y trừ đi 2 bằng gì? R bình phương là 9. Sau đó mình bình phương lên x bình trừ đi 2x cộng 1 cộng cho y bình trừ đi 4y cộng 4 trừ 9 bằng 0. Tại vì trắc nghiệm mà mình thích làm theo cách nào mình làm thôi ha. Như vậy y bình là mình không cần xét nè. Mình chỉ xét cái x thôi. Ở đây là trừ 2x nha. Trừ 2x nè. Trừ đi 4y nè. 4 với 1 là 5. 5 trừ 9 là còn lại trừ 4 bằng 0. Ở đây đều là trừ 4. Trừ 2x trừ 4y.
trừ 2x trừ 4y, như vậy mình chọn đáp án là 17 đi ha. Có 18 nha. Nếu như bài có 17 trên thì em có thể tính R ra nha. Đó. À, R ra rồi em thế em đi tìm C nữa nó mất công lắm. Tức là em phải có R rồi có xong em bình phương ngược lại cái A bình B bình đó để em rút ra C nữa. Mất công đúng không? Rồi bây giờ câu 18 đi, đường tròn C có tâm và đi qua điểm O có phương trình. Dễ không? Qua điểm O có tâm, như vậy ở đây chúng ta sẽ có là gì em? Tâm là x trừ gì? X trừ đi 1 bình cộng cho y trừ đi trừ 5 là thành cộng. Cộng 5 bình bằng R bình. Nhưng mà cái quan trọng là cái đường tròn của em nó đi qua tâm O. Đó. Mà nó đi qua tâm O cho nên IO nó sẽ bằng gì em? Có cần có vẽ hình không? Đây nè. Tức là điểm O đây nè, Y đây nè. Mà đi qua tâm O thì IO lúc này sẽ bằng R. Đó. Em tính ra thôi. Em tính IO ra ha. IO là bằng căn bậc 2 của O. Hoặc là IO hoặc là OI đi. Tức là lấy Y trừ đi O nha. Y của mình là 1 trừ đi 0. À, 1 bình phương rồi cộng cho trừ 5 trừ đi 0. Hả? Ở đây mình có 25 cộng 1 là căn 2. Căn 26. Mà căn 26 thì chỗ này phải là 20. 26. Căn 26 mình loại nè. Trừ 1 với lại cộng 5. Trừ 1 với cộng 5 đáp án mình chọn 18C nha. Rồi mình đi qua câu 19. Đường tròn C của em có tâm và đi qua điểm M. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ đi tính gì em? IM. IM bằng căn bậc 2. Lấy M trừ Y. 2 trừ cho trừ 2 bình phương. Trừ 3 trừ đi 3 bình phương. Cái này là 16 nè. Cộng cho 36 là 52. Căn của 52. Căn 52, như vậy căn 52 là mình loại nó phải chính bằng 52 em ha. Cái này bằng R. Rồi cái này 52 thì được, nhưng mà mình sẽ để cái tâm y của mình là chỗ này nè, cái tâm y của cái phương trình này nè. Cái này phải đổi dấu đúng không em? Cái này đổi dấu là ra mấy? Đổi dấu, đổi dấu. Nhưng mà hai cái này ngược rồi, như vậy câu B cũng loại luôn. Và chúng ta sẽ làm gì? Viết phương trình đường tròn. X trừ đi 2 tất cả bình cộng cho x cộng 2. Cô viết cái này mới ghê chứ. Y trừ đi 3 tất cả bình bằng R bình là bằng 50, 52. Rồi x bình cộng cho 4x cộng cho 4 cộng cho y bình trừ cho 6y cộng 9 trừ 52 bằng 0. Ở đây chúng ta sẽ có 4x với lại trừ 6y. 4x trừ 6y hai cái đều vậy hết. Lấy cái này là còn là 39 đúng không em? 52 ở bên đây nữa. 39, 52 trừ cho 13 là còn lại 39. Đáp án của mình là 19D. Mình qua tiếp câu số 20 nha. Rồi có đường kính là AB, như vậy mình sẽ đi tính AB, sau đó mình chia 2 để ra bán kính. AB lấy 1 trừ đi 3. 1 trừ đi 3 bình phương cộng với gì em? Trừ 5 trừ cho trừ 1 là cộng 1 bình phương bằng. Cái này 2 bình là bằng 4. Cái này cộng cho 4 là 16 nữa. Như vậy là 20. Căn của 20. Rồi tiếp theo mình lấy căn của 20 này là bằng gì em? Bằng 2 căn 5 đó. 2 căn 5 mình chia 2 ra. Như vậy mình sẽ suy ra R của mình là bằng AB chia 2. AB chia 2 là bằng căn 5. Mà căn 5 mà mình thấy 17 là mình loại, thấy căn 5 cũng loại luôn nè. Còn hai cái số 5 để lại. Rồi tâm y là mình xác định bằng cách là lấy A với B cộng lại chia 2. Cái tính khoảng cách thì trừ, còn cái này thì cộng. 3 cộng 1 là 4, 4 chia 2 bằng 2. Trừ 1 với trừ 5 là trừ 6, chia 2 là được trừ 3. Như vậy thì mình nhìn vô đây thì mình phải thay đổi dấu nha. Ở đây 2, đây trừ 2 được, đây trừ 3, đây 3 là đúng nè. Còn bên đây 2 với trừ 3 giống nhau là không được, phải ngược dấu mới được nhé. Đó, phải luôn tập trung như vậy á. Câu 21 cũng tương tự. Đầu tiên mình sẽ đi tìm tâm gì em? Tâm y.
Mình lấy 1 cộng 7 là 8, 8 chia 2 là được 4. Lấy 1 cộng 5 là 6, 6 chia 2 bằng 3. Tiếp theo mình đi tính R. R thì mình sẽ tính gì em? Cái bằng AB chia 2. AB chia 2 thì ở đây chúng ta sẽ có AB là căn bậc 2 của B trừ đi A, 7 trừ đi 1 bình phương cộng 5 trừ đi 1 bình phương chia cho 2 bằng, cái này là 6 bình phương là 36, cái này 4 bình phương là 16 chia cho 2, cái này là bằng mấy em? 52 đúng không? 52 căn của 52 chia 2 đó. Rồi bây giờ chúng ta xem là chúng ta phải viết ra cái phương trình đường tròn dưới dạng gì em? X trừ đi 4, Y trừ đi 3. Cái căn 52 của chúng ta đấy là được 2 căn 13. Như vậy chia 2 ra luôn là căn 13. Ở đây là thành 10, 13. Rồi các em tìm đáp án cho cô đi. X bình trừ đi 8X cộng 16 cộng cho y bình trừ đi 6y cộng 9 trừ 13 bằng 13 bằng 0. Như vậy mình có trừ 8x với lại trừ 6y. Cái này cộng này. Trừ 8x với trừ 6y đúng không? Cái này cộng trừ. Cái này trừ trừ. Mình lấy 16 cái này là 25. Như vậy là còn 12. Còn 12 mình chọn đáp án là 21. Đó, trắc nghiệm là vậy đó các em. Trắc nghiệm thì mình cứ tính nhanh nhất có thể ha. Tâm tâm y sau đó đi tính độ dài của AB rồi lấy AB chia 2. Rồi sau đó mình viết về cái phương trình này. Hoặc là các em cũng có thể có R, tại vì chúng ta có gì nè em. R bình phương là bằng A bình cộng B bình trừ đi C. Thì lúc này các em rút C ra cũng được. Nhưng mà các em tập làm như thế này để làm gì biết không? Tại vì trong một số cái đáp án nó sẽ có hai dạng là dạng chính tắc với lại dạng này. Thì khi mình viết ra như vậy xong rồi mình bình phương lên thì mình sẽ được hai cái phương trình. Từ đây các em rút C ra cho cô thì sẽ bằng A bình cộng B bình trừ đi gì em? Trừ đi R. R bình. A bình của em lúc này bằng 16 nè. B bình của em là 9 nè. R của em là căn 13, như vậy là trừ cho 10. Trừ cho 13. Chỗ này là cộng. Như vậy mình sẽ có gì? 25 trừ đi 12 là 13 là còn 10. 12. Đó. Cũng được hết nha, nhưng mà cũng phải tính ra R. Mà cô thấy là cách nào nó cũng vậy, tính ra như vậy cũng bằng cái thời gian mình viết ra cái phương trình đường tròn. Mà nhưng mà tập viết đi. Kệ, cứ viết ra phương trình đường tròn ở nhà mình làm, còn lên lớp thi thì mình làm theo cách này cũng được. Bây giờ chúng ta qua tiếp câu 22. Đường tròn C có tâm tiếp xúc với trục OX. Lúc nãy cô nói rồi, tiếp xúc với trục OX. Ui. Cái gì vậy trời? Tiếp xúc với trục OX. Ví dụ như cái này. Đây, OX đây. Có vẻ cái đường tròn nó hơi lớn à. Tâm Y ha. Của em là 23 đúng không? Thì nó sẽ nằm ở góc phần tư thứ nhất. Ở đây là ví dụ như 3 ở đây đi, 2 ở đây. Thôi cô cứ cho, cô cứ giả vờ là cô vẽ số 3 ở đây đi ha. Thì các em thấy rằng là từ đây đến đây là gì em? Tiếp xúc mà, từ đây đến đây là vuông góc nè. Như vậy chúng ta tính từ đây đến đây là bằng mấy? Chiếu qua đây là bằng mấy? Bằng 3. Như vậy R bằng 3. R bằng 3 thì R mình bằng 9. 9 thì chúng ta loại hai cái đáp án này. Rồi cái tâm của em là 23 thì vô đây phải đổi dấu đúng không? Như vậy đáp án là 22A. Được không em? Mình biết mình phải đổi dấu cái tâm chứ. Còn người ta nói là tiếp xúc với OI thì sao? Xuống dưới có phương trình tiếp xúc với OI nè. Đây, cũng cái này luôn. Cô sẽ ví dụ giả sử mình vẽ không có đúng nha. 2 trừ 3, không được. 2 trừ 3 thì nó nằm ở cái góc khác rồi. Vẽ thì biết là vẽ đại nhưng mà cũng phải giống giống cái đề bài xíu đúng không? 2 trừ 3 tức là lúc này x bằng 2 nhưng mà y bằng mấy em?
tức là nó nằm ở dưới đây nè. Đó, mà nó tiếp xúc với gì? Tiếp xúc với lại ô, ô y. Đúng không? Tiếp xúc với ô y. Tâm y đây. Tiếp xúc với ô y thì người ta nói rằng là cái R bằng máy. Thì R tiếp xúc với ô y thì em nghĩ vuông góc vô đây. Đó, như vậy thì R em chiếu lên đây. Ở chỗ này là máy, là 2 đúng không? Như vậy R lúc này bằng bằng 2. R bằng 2 thì R bình bằng bằng 4. Ừ. Thấy không? Nó tiếp xúc với cái ví dụ như tiếp xúc với OX. À, ở đây tiếp xúc với OX thì em lấy cái giá trị R là đây nè. Còn nó tiếp xúc với OY thì em lấy giá trị R là đây nè. Nhưng mà phải luôn luôn là số dương nha. Cô muốn làm cho vô cho hình vẽ để cho các em thấy được. Hả? Rồi, 4 thì mình loại hai đáp án này. 2 với trừ 3 vô đây phải đổi dấu là thành trừ 2 với 3. Trừ 2 với 3 đáp án của mình là 23C. Mình qua tiếp câu 24 đi em. Đường tròn C của mình nó có tâm này tiếp xúc. Tiếp xúc thì chúng ta sẽ có cái bài tự luận rồi đúng không? Đó. Delta thì khoảng cách từ đâu em? Khoảng cách từ tâm Y đến đường thẳng delta chính là R. Rồi, ở đây chúng ta có 3, tâm Y là trừ 2, trừ cho 4, nhân cho 1, rồi cộng 5. Nhớ luôn luôn có trị tuyệt đối với là số dương. Chia cho căn bậc 2 của số phía trước X bình. Chia cho số phía trước Y bình. Rồi, cái dưới mẫu là bằng 5, cặp số 3, 4, 5. Ở phía trên là ra cái này trừ 6. Trừ 6 với trừ 4 là trừ 10. Trừ 10 như vậy bằng trừ 5 là bằng 5. 5 chia 5 bằng 1. Như vậy R bình bằng 1, mình loại hai đáp án này. Rồi tiếp theo tâm của mình là trừ 2, 1 thì vô phải là thành 2, trừ 1. 2 trừ 1, mình chọn đáp án là 24. 24A. Đó. Các em thấy làm trắc nghiệm nhanh không? Tại vì mình đâu có cần phải gọi cái điểm gì đúng không? Mình chỉ cần ghi ra, mình sao ra đáp án được. Rồi, câu 25 nè. Tiếp xúc với cái đường thẳng này, như vậy thì chúng ta có D đi từ Y đến đường thẳng delta. Ở đây mình có X, thế X vô là bằng trừ 1. Trừ cho 2, Y là bằng 2. Cộng cho 7. Chia cho căn bậc 2 phía trước là số 1 bình. Phía sau là trừ trừ 2 bình bằng. Ở đây mình có trừ 1 với trừ 4 là trừ 5. Trừ 5 mà cộng trừ 1 với trừ 4 là trừ 5, cộng 7 là còn 2. Ở dưới là căn căn 5. 2 căn 5. Rồi, 2 căn 5 mình bình phương lên nữa em. Như vậy R bình sẽ bằng bằng 4 phần 4 phần 5. 4 phần 5. Loại hết. Như vậy chỉ còn đáp án câu B. Trừ 1 với 2 vô đây phải đổi dấu thành 1 với trừ 2. Đúng ha. Như vậy câu 25B. Bây giờ chúng ta sẽ đi lên cái phần tự luận các em ha. Còn cái câu 3 lúc nãy cô nợ em đó. Cô nói trước nha. Câu này thì sau khi mà chúng ta làm cái phần trắc nghiệm mà tiếp xúc với OY á, thì các em sẽ thấy câu này dễ. Còn các em mà chưa qua cái phần trắc nghiệm rồi là các em thấy cái phần này khó lắm. Cô sẽ vẽ hình cho các em ha. Mình nói là cái đường tròn của mình nó đi qua hai điểm. Tại sao phải vẽ hình các em? Không vẽ hình là các em đâu có biết nó tiếp xúc nó nằm ở đâu đâu. Tại vì người ta không có cho tâm cho gì hết, cho cái điểm, cho hai chuỗi rồi. Rồi thôi à. Phải vẽ hình ra giải thích cho các em. Người ta nói là nó tiếp xúc với hai trục OX và OY luôn nha. Như vậy bây giờ cô sẽ vẽ một cái đường tròn. Và cô cũng không có quan trọng là cái điểm M đó nó, cô chỉ hy vọng là nó tiếp xúc được thôi. Còn nếu mình muốn vẽ một cái điểm M có tọa độ đúng 2, 1 á, thì cái đường tròn nó to lắm, nghĩ vậy. Rồi ở đây mình có tiếp xúc đúng không? Như vậy cái tâm Y của em nè, cô khoan nói là điểm M ha. Tiếp xúc của OY thì dĩ nhiên chỗ này vuông góc. Tiếp xúc thì chỗ này vuông góc, đúng không? Thì lúc nào OY của em là gì? Là hai cái tiếp tuyến đi đó. Rồi ở đây mình có nè, cái điểm M của em có tọa độ là 2, 1. M có tọa độ 2, 1, cô vẽ ở đây được không? Ở đây hay ở đây? Ở đây. Nó phải ở đây đúng không em? Đó, M của em có tọa độ 2, 1. Bây giờ mới tới điểm M nè. X bằng 2, Y bằng 1. Ví dụ đây, X bằng 2, Y bằng 1. Cô nói cái điểm M nằm đây đi. Đó, điểm M.
Tức là mình phải vẽ như vậy mới ăn gian được, chứ mình vẽ điểm M trước xong rồi mình vẽ cái đường tròn đi qua điểm M tiếp xúc á, thì chắc chắn là cái đường tròn nó không có đủ giấy để vẽ chỗ này. Bây giờ cô nói lại đề nè, người ta yêu cầu mình viết một cái phương trình đường tròn đi qua điểm M và cái đường tròn đó phải tiếp xúc với hai trục OX và OY. Đó, thỏa mãn đề bài chưa? Hình vẽ thỏa mãn đề bài. Và cái điểm M của mình có tọa độ là 2, 2, 1. Thì lúc này các em nhận xét cho cô, cái điểm Y của em nó đang nằm ở đâu và nó có tọa độ là bao nhiêu? Điểm Y có phải nó đang nằm ở góc phần tư thứ nhất không em? Cái góc phần tư này thì các em xem trong cái tiết 1 của hình chương cuối đó nha. Cô có hướng dẫn các em mấy cái góc phần tư tia phân giác này nè. Thì các em thấy rằng là gì? À, cái điểm Y của mình chắc chắn nó nằm ở góc phần tư thứ nhất thì cái đường tròn nó mới tiếp xúc OX và Y và đi qua điểm M được. Chứ nếu đường tròn nó nằm đây thì đâu có qua M. Đường tròn đây, đây cũng không qua M. Hiểu chưa? Như vậy cái ý đầu tiên mà các em phải nắm được là cái đường tròn, cái tâm Y của em nó phải thuộc góc phần tư thứ nhất. Tâm Y ghi nha, tâm Y thuộc góc phần tư thứ nhất. Tay nhanh hơn não cho nên định là ghi góc phần tư thứ nhất sẽ như thế này, thế là ghi luôn cái tâm như vậy luôn. Đó, như vậy thấy không? À, tâm Y của em thuộc góc phần tư thứ nhất thì các em giả sử như khoảng cách từ đây đến đây là A cho cô đi. Thì lúc này tâm Y của em có tọa độ là bao nhiêu em? Ví dụ như mình nói điểm M đúng không? Có tọa độ 2, 1 thì từ đây 1, 2 là đếm vào đây là 2 đúng không? Như vậy thì bây giờ từ đây đến đây là A thì tâm Y của em có tọa độ là A, A gì nè? Rồi, bây giờ á, nếu Y là tâm và cái đường tròn này tiếp xúc với Y thì có từ đoạn từ đây có bằng đoạn đây không em? Bằng vì còn bán kính mà, đúng không? Như vậy thì cái đoạn từ đây đến đây nó bằng cái đoạn đây này không? Bằng luôn. Đó, cho nên ở đây sẽ là A. Các em có thể gọi là B, B, T, T, C, C, gọi gì cũng được hết. Nhưng cô lấy chữ A, được không? Đó, nó có tọa độ là A, A. Và ở đây, cái một điều nữa là cái IM của em, cái R của em có phải bằng chính IM không? Đúng không em? R có phải bằng chính IM không? Bằng kính mà. Đó, như vậy thì từ đây các em có M không? Các em có Y không? Đó, từ đó các em sẽ tìm ra được IM, tìm ra được mục đích là để làm gì? Tìm ra được cái A này nè. Có A, các em tìm được tâm, tìm được R thì các em sẽ viết được phương trình đường tròn. Thì cũng dựa vô là gì? Muốn viết phương trình đường tròn thì phải có tâm và bán kính. Mà người ta không có cho gì hết thì mình phải đi tìm. Đấy, bây giờ cô sẽ trình bày cho các em nha. Đầu tiên chúng ta phải xác định được vì M của em có tọa độ là 2, 1. Nó thuộc góc phần tư thứ mấy em? Thuộc góc phần tư thứ nhất, được không? Cho nên chúng ta suy ra cái tâm Y của mình á cũng thuộc góc phần tư thứ nhất. Được không? Mà vì cái đường tròn của mình á, đường tròn C nè, nó tiếp xúc với OX OY. Đó. Cho nên chúng ta suy ra cái tâm Y của mình như thế nào em? Nó có tọa độ là A. B, B, C, C gì đó. Nói chung là nó phải bằng nhau, được không? Hoặc là thêm nữa các em có thể gọi điểm A, điểm B vô đây. Cái nó là đường tròn C này, nó tiếp xúc với OX tại A, tiếp xúc với OY tại B. Cho nên lúc này IA bằng IB bằng IM bằng R cũng được. Còn không thì em làm như thế này cũng chính xác rồi ha. Rồi các em có Y là có tọa độ là AA. Bây giờ các em lý luận thêm một cái nữa là các em có gì? Tròn C đi qua điểm M. Vì C qua M cho nên mình sẽ suy ra gì em? IM sẽ bằng gì? Bằng R. Được không? Đó, vậy là xong rồi đó. Vậy là không cần dùng gì tới hình vẽ rồi đó. Rồi, tới đây thì chúng ta đi tính IM thôi. Cái có IM sẽ bằng gì? IM hoặc là IM bình, các em tính ra luôn cũng được. IM bình đi ha. Mình có IM bình để mình khỏi dùng cái căn bậc 2 cái. IM bình sẽ bằng gì? Lấy điểm M trừ điểm Y, hoặc là điểm Y trừ điểm M cũng được. Thì lấy A trừ đi 2 bình phương cộng với A trừ đi 1 bình phương. Ở đây chúng ta sẽ khai ra là A bình nè trừ đi 4A nè cộng 4 cộng cho A bình trừ 2A cộng 1. A bình với A bình là thành 2A bình.
Rồi gì nữa? Ở đây chúng ta có trừ 4a với trừ 2a là trừ 6a. 4 cộng 1 là 5. Còn R của em bằng mấy em? R bình của em thì bằng mấy? Tương đương với IM bình bằng với R bình. R của em bằng mấy em? Cô quên mất cái chỗ nhắc cho các em cái bán kính R. Lại chỗ này xíu ha. Đây, Y đây, M đây. Như vậy thì ở đây em có cái này nè, bằng cái chỗ này. Đây thôi, đây cũng được. Cái này là bằng A đúng không? Đoạn từ đây đến đây bằng A đúng không? Như vậy thì chúng ta từ đây đến đây cũng là gì em? IA, IB này cũng là R luôn. Cho nên chỗ này sẽ bằng gì? Bằng A bình luôn. Hiểu không? Đó. Nó tiếp xúc với OX, OY mà. Thì nó đều là gì? Đều là A hết. Như vậy chỗ này nó sẽ bằng gì em? Bằng với A. A bình. Mình ghi đây đi. Từ đây chúng ta suy ra được 2A bình trừ đi 6A cộng với 5 thì sẽ bằng A bình. Tương đương A bình trừ đi 6A cộng 5 bằng 0. Tức là do cái IM bình bằng cái A bình nè, cho nên cái này bằng cái này á. Rồi mình giải phương trình này. Phương trình này thì cộng đúng không? A cộng B cộng C. Như vậy A bằng A cộng B cộng C bằng 0, nghiệm bằng 1, nghiệm bằng C chia A bằng 5. Với A bằng 1 em suy ra gì? A bằng 1 suy ra tâm Y có tọa độ là 1, 1. Suy ra tâm Y có tọa độ là 5, 5, 5. Y 1, R bằng mấy em? R bằng A. Như vậy là R bằng 1. R bằng 1. Cái này R bằng 5. Rồi, đối với trường hợp 1, trường hợp 2, trường hợp 1 thì chúng ta sẽ có C. Cái này mà em viết ngắn á, chứ là em viết đừng có giãn dòng như cô nè, thì em sẽ ra phương trình luôn, đẹp luôn. Còn viết như cô thì thưa quá phải không? Cho nên là không có đủ chỗ. Này. Rồi mình có C x trừ đi 1 bình y trừ đi 1, 1 bình bằng 1 bình x trừ đi 5 y trừ đi 5 bằng 20, 25. Đó, như vậy chúng ta tìm được hai cái đường tròn mà đi qua điểm M mà tiếp xúc với cả OX và cả OY. Đó. Và M có tọa độ là 2 - 1 đúng không? Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái bài tập về viết phương trình đường tròn ha. Các em còn có cái khó khăn gì thì các em cứ để lại cái bình luận để cô hướng dẫn thêm cho các em. Này, chắc chắn là phương trình đường tròn này mình có ít nhất phải là 4 video đấy em. Đó. Rồi, cô chào tạm biệt các em.